đi hán lắm, chỗ hội chỗ u kiểu mệt ghê. Cái bé bì của mama quá. Ừ, đồ của con đó, con xếp vô hộp đi. Ừ. Trời ơi. Sao không chịu xếp đồ vô học mà ngồi đó lấy đồ lau lau mặt đó. Ừ. Ừ. Rồi, đủ rồi, một học thôi. Xếp học đó cho mama. Ừ. 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 Đồ của con đó. Xếp vô đi. Đâu đó bé bì, bé bì không phụng mama xếp quần áo, bé bì đi đâu đó? Ơi, no, baby, baby, no, baby, no, con chơi một cái học của con thôi là đủ rồi. Cho mama xếp đồ cho con nè. Ba bớt lửa chưa? Khét thịt đó.